Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma buổi tối hôm nay, mời quý vị và các bạn quay trở lại với tác giả Quang Triệu qua một câu chuyện mới, câu chuyện Đình Làng Thờ Tà. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bóng tối như một tấm màn đen bao phủ lấy toàn bộ bầu trời làng Gia Thụy. Từng tiếng gió rít gào điên loạn mang theo sức mạnh kinh khủng. Ánh chớp nhập nhoàng thỉnh thoảng xuyên qua lớp mây phủ trên đầu, giống như ngày tận thế sắp sửa giáng xuống nơi đây vậy. Tất cả những người dân làng Gia Thụy lúc này chẳng một ai dám bước ra khỏi cửa. Nhưng trong làng ai này cũng đều âm thầm run sợ, chắp tay cầu khấn cho một vị pháp sư tên Đầm sẽ chiến thắng được thứ tà vật vô hình, tàn ác kinh dị ngoài kia. Pháp sư Đồng mặc bộ đồ màu trắng có những sọc kẻ màu vàng đang đứng trước hương án. Điều kỳ lạ là đôi mắt của pháp sư Đồng toát lên một thứ ánh sáng kỳ dị. Hai con người vẫn mở trừng trừng ra, bên trong lập lòe từng tia sáng, giống như là thiên nhãn vậy. Mặc cho từng tia sét đan thành từng vệt trên đầu mình, nhưng dường như vị pháp sư kia chẳng hề nao núng. Gió lớn tựa như cuồng phong thổi tới, làm cho quần áo tóc tai của ông run lên bần bật. Có điều tất cả những điều này chẳng làm cho ông nao núng, mà càng tập trung hơn. Đôi tai nghe ngóng xung quanh, cảm nhận, tìm kiếm thứ tà vật vô hình mà chính bản thân ông là thầy pháp cao tay cũng đang cảm thấy nó rất nguy hiểm. Nhìn các màn lấm tấm mồ hôi cùng với vẻ lo lắng sợ ông thất bại. Nếu như vậy thì có lẽ đây là một trận chiến cuối cùng của ông. Nhưng dù thế nào cũng phải bảo vệ ngôi làng này, không thể để cho con cổ trùng kia giết thêm người nữa. Nếu càng uống máu của họ, con cổ trùng càng mạnh thêm. Khi đó thì chẳng biết là ông có đủ sức để chế ngự nó không, bởi hiện tại lúc này nó đã có khả năng tàng hình. Nếu không phải là ông ta đã xuất hiện kịp thời và giao đấu với nó, thì có lẽ nó đã thực hiện được hành công, giết sạch những người đang chạy trốn trong một căn nhà gỗ vô cùng nguy nga tráng lệ. Phía sau lưng thầy Đồng lúc này đang có gần chục cái xác chết, bao gồm cả gia nhân giúp việc của nhà ông lão Ô Môn, địa chủ của làng này. Cả nhà của lão bây giờ chỉ còn duy nhất lão sống sót, còn đâu chẳng một ai có thể chạy thoát. Tất cả đều chỉ là còn những bộ xác khô quắt, bên trong đã bị hút hết sạch tinh huyết. Trên gương mặt của mỗi xác chết đều hiện lên một vẻ không thể tin nổi. Hai mắt mở trần trừng, mồm há rộng, giống như trước khi chết họ đã phải chịu đựng hay chứng kiến một điều gì đó kinh khủng. Đáng sợ, đau đớn lắm thì phải. Kia là cái gì? Có phải... Trời đất ơi, con gì kia? Sao mà nhìn nó quái gì vậy? Tại sao tôi chưa thấy nó bao giờ? Bỗng nhiên một trong những người dân làng chỉ tay ra ngoài, dường như họ không tin vào mắt của mình. Bởi giữa đám mây lơ lửng trên bầu trời vừa xuất hiện một con vật hình thù vô cùng kỳ dị. Nó dường như được lai tạp từ nhiều chủng loại khác nhau. Đầu của con tằm nhưng lại có màu giống như loài rắn sừng, có làn da màu hoàng kim, thân hình như con rết và đôi mắt lồi ra như con cắp, có hai sợi râu dài đang ngoe ngoẩy. Điều đáng sợ hơn nữa là khi nó há miệng ra, bên trong đỏ lòm giống như là máu vậy. Ở dưới cái đuôi của nó có mấy cái bóng bị trói phía sau lưng, tựa như là những hồn ma vậy. Trong họ có vẻ đang rất đau khổ. Nhìn nó to xác vậy thôi, nhưng tốc độ di chuyển nhanh kinh khủng. Mỗi cử động của con vật bí ẩn này đều làm cho cuồng phong xuất hiện. Trời đất ơi, hy vọng nó không có lại đây, thật là đáng sợ. Cầu cho pháp sư bên ngoài có thể hạ được nó, có như vậy thì chúng ta mới có thể thoát ra khỏi đây được. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Tại sao nó lại đến làng ta? Có phải là nó đang hại chết tất cả nhà của lão Đinh này không? Trời đất ơi, như vậy chúng ta phải tìm cách trốn khỏi nơi này ngay thôi. Những tiếng bàn luận xôn xao kèm theo một sự hoảng hốt tột cùng. Vừa dứt lời thì một gã đàn ông tuổi trung niên, mà kể những lời căn dặn của thầy Đồng lúc trước là tuyệt đối không bước ra khỏi khu vực của căn nhà này. Nếu trái lời át hẳn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Chẳng những sẽ phá hoại đi công sức của thầy mà còn làm cho con cổ trùng kia tăng thêm sức mạnh. Điều này là hết sức nguy hiểm. Nhưng ông ta lúc này thì cũng chẳng còn quan tâm đến lời dặn dò lúc trước nữa. Bây giờ tính mạng mới là điều quan trọng. Nếu không chạy thì chỉ có chết. Thậm chí ông còn chẳng thèm nhìn mọi người, cứ thế chạy một mạch ra bên ngoài. Nhưng vừa bước chân khỏi vị trí của căn nhà mà thầy Đồng đã dặn, thì ngay lập tức cả người của ông ta khựng lại. Hoảng hốt nhìn xung quanh, bất ngờ từ bên dưới có rất nhiều cái bóng, giống như những hồn ma xuất hiện từ bốn phương tám hướng, lao ra đập vào người. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ông ta rú lên một tiếng, cả người run rẩy rồi từ từ khuỵu xuống. Ánh mắt trợn tròn kinh hãi, dường như cái chết xảy ra quá nhanh, làm chồng ấy không thể cảm nhận được. Hai chiếc râu của con quái vật kỳ dị kia đã cắm thẳng vào người của ông ta. Rồi một tiếng bình vang lên, cả người của ông ta giống như bị ai đó nhấc bổng lên rồi ném mạnh xuống đất vậy. Tất cả sự việc bên ngoài diễn ra quá nhanh, làm cho mọi người bên trong không kịp phản ứng gì, ai nấy đều bàng hoàng sửng sốt. Nhiều người trong số đó không giữ được bình tĩnh nữa mà trực tiếp lăn ra đất ngất xỉu. Người tỉnh táo hơn một chút thì chẳng còn dám thở mạnh. Cảnh tượng vừa diễn ra bên ngoài khiến cho họ quá kinh hoàng. Một đồng lão râu tóc bạc phơ, nước da hồng hào, gương mặt quắc thước và đôi mắt vẫn còn tinh anh, nhìn chăm chú lên trời. Đây chính là trường làng Gia Thụy. Vị trí mà con quái vật kia vừa mới xuất hiện đang lơ lửng. Nó vừa giết chết được một người cho nên cảm thấy hứng thú. Nhìn về căn nhà này có vẻ như nó muốn xông vào đây cắn xé những ai đang có mặt ở đây, coi họ như là thức ăn, nhưng còn đang e ngại điều gì đó. Mẫu long trùng xuất hiện, đại họa giáng ngập đầu, tham sân si oán hận giữa người người với nhau. Trời đất ơi, ta không ngờ loại vật mà chỉ tưởng có trong những câu chuyện truyền miệng thần thoại bây giờ lại xuất hiện ở cái vùng này. Đây chính là cổ trùng, là cổ long trùng. Lẽ nào những lời mà cuốn sách cổ kia nói là thật? Vừa nói, lão ta vừa nhìn về một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi tên là Ô Môn, dáng vẻ thấp béo, gương mặt núng nính mỡ. Như dò hỏi có điều người này đang sợ hãi đến mức vãi đái cả da quần, gương mặt nhợt nhạt cắt không còn ra giọt máu. Lão ta phải nhanh chân lắm mới có thể chạy trốn được vào đây. Có điều là hiện tại gia đình của người đàn ông này tất cả đều đã chết thảm, da thịt thối rữa. Ông lão này chính là người lớn tuổi nhất làng Gia Thụy, tên là Đại Lãn, năm nay tuổi cũng ngoài bát tuần. Nhìn rất có vẻ tiên phong đạo cốt, có điều ông ấy chỉ là một người bình thường hoàn toàn không biết về pháp thuật hay gì cả. Những lời của ông lão Đại Lãn vừa thốt lên khiến vài người tò mò, các bạn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi ánh mắt đều hướng về phía ông lão như dò hỏi. Là sao? Cổ long trùng là cái gì? Ở đây có lão là người hiểu biết nhất, có thể giải thích cho chúng tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Tại sao lại có thứ quái vật ở đâu xuất hiện tại đây? Ông lão Đại Lãn hướng ánh mắt đầy sợ hãi nhìn ra bên ngoài. Thứ đang thoát ẩn thoát hiện trên bầu trời kia thật sự quá kinh hoàng. Công mày lúc này đang có một vị pháp sư đang dùng pháp lực chế ngự nó. Có điều hai bên lúc này đang thăm dò nhau. Mặc dù con tà vật được gọi là cổ mẫu long trùng khi thoát ẩn thoát hiện, nhưng với đôi mắt giống như có thiên nhãn của thầy pháp Đầm, thì nó xuất hiện ở một vị trí nào cũng bị ông ta nhìn thấy và ra tay ngăn lại. Cuộc chiến có vẻ như ngang tài ngang sức. Con cổ long trùng kia muốn tiến về căn nhà để bắt người, hút lấy tình huyết, nhưng nó đang e ngại người đàn ông trước mặt. Mỗi khi muốn tiến vào thì lại bị một thứ năng lượng kỳ quái từ ông làm cho nó phải hiện nguyên hình, làm cho nó đau đớn. Chẳng những không thể xông vào được mà còn bị đánh vật ra. Tình hình trước mắt đang giằng co. Trường làng Đại Lãn nói với mọi người, ánh mắt vẫn dường như không thể tin nổi. Trên đời này còn có thể xuất hiện được loài vật được mệnh danh là mẫu trùng cổ long kỳ dị như vậy. Trong cuốn bí tịch cổ vẫn còn lưu giữ trong đình làng Gia Thụy kia đã miêu tả đây là loài vật cực kỳ nguy hiểm, được con người tạo ra theo một phương pháp ác độc gọi là tà thuật. Nếu luyện thành thì nó sẽ trở thành một tay sai đắc lực cho người luyện ra nó. Nhưng chẳng phải là dễ dàng có thể tạo ra được mẫu trùng như vậy. Cổ thuật này được đồn đại là thần thông quảng đại, chỉ một con sâu nhỏ cũng có thể khiến người ta phát điên, hoặc là tệ hơn nữa thì toàn thân thối rữa. Theo ghi chép thì có nhiều loại cổ trùng và cách dùng khác nhau. Để luyện ra nó, trước tiên người ta đem bỏ tất cả những loại cổ trùng có đồng vào một cái vò để mặc cho chúng cắn xé nhau. Sau những lần lấy còn sống sót ra làm cổ thì gọi là cổ mẫu. Vừa nói vị trưởng làng vừa liếc ánh mắt ra để nghi hoặc nhìn về hướng Ô Môn. Người đàn ông này vẫn còn đang rất run sợ, dường như ông ta cũng không thể ngờ được rằng thứ mà ông ta đã luyện ra bây giờ đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Thậm chí nó đã sát hại toàn bộ người thân của mình. Ánh mắt cũng mang theo về tuyệt vọng và hận thù nhìn ra bên ngoài. Mà chẳng riêng gì Ô Môn, tất cả những ai có mặt ở đây đều có một cảm giác bất lực trước một thứ được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất độc trùng, có khả năng xuất hiện một cách vô thành vô tức, thoát ẩn thoát hiện, dễ dàng giết người. Ta nghĩ không đơn giản, mọi chuyện trên đời này đều phải có nguyên do, có bắt đầu mới có kết thúc phải không? Tự nhiên trưởng làng nói ra một câu cảm thán khiến cho những người có mặt ở đây đều nghi hoặc, nhưng ai cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ chăm chú lắng nghe đợi ông ta nói tiếp. Ô Môn, chuyện này là thế nào? Ngươi giải thích cho tất cả mọi người hiểu đi. Ta biết là ngươi có trong tay bản sao cuốn bí tịch luyện cổ trùng, nhưng mà không ngờ ngươi vì quá tham làm ngu dốt mới phạm vào sai lầm này. Nếu như không có vị pháp sư ngoài kia thì e rằng là tất cả chúng ta đều đã thành miếng mồi ngon trong miệng con quái trùng kia rồi. Nghe trưởng làng nói đến như vậy, một số người vốn đã ghét Ô Môn từ trước liền súng lại tóm lấy gã định đánh, nhưng mọi người liền can ngăn. Tôi không biết, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nói láo, sao lại không hiểu? Có phải ngươi định dùng cổ trùng này muốn giết người đúng không? Đồ độc ác, ngươi, cả gia đình ngươi đã bị nó giết hại mà vẫn chưa đủ sao? Tại sao còn thả nó ra? Ngươi muốn cả làng này chết hết. Đánh chết nó để quần khổ nạn. Một số người có vẻ như đang rất nóng giận lên tiếng kích động, phần vì ghen ghét Ô Môn này. Bởi xưa nay tiếng Ô Môn là giàu có nhưng keo kiệt bùn xỉn, lại rất hay thái độ phệnh phạo với dân làng. Thêm vào đó chẳng biết có phải là gã ỷ y trong tay của mình đang có thứ tà vật làm việc cho mình hay không mà vô cùng phách lối. Này thấy gã gặp nạn cho nên cũng tiện thể ném đá xuống giếng, tát nước theo mưa. Ô Môn vừa khóc vừa xua tay giải thích. Xin mọi người đừng đánh, tôi không biết gì cả. Đừng có đánh tôi nữa mà. Nói, tại sao ngươi lại thả con vật ấy ra? Vài người trong làng vẫn không khỏi tức giận bởi chính kẻ này đã mang tai họa đến cho họ. Việc này là quá sức chịu đựng. Đừng có hỏi tôi không biết gì cả. Có lẽ do bị áp buộc quá mức, Ô Môn liên tiếp lấy hai tay ôm lấy đầu của mình như muốn chạy trốn khỏi thực tại. Lúc này đây thì hoàn cảnh của gã vô cùng đáng thương. Cả nhà của gã bị chết sạch. Nhìn cái cơ nghiệp khổng lồ do gã bao nhiêu năm tranh đấu xây dựng nên, lúc này đây nó hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Bố mẹ, vợ con, anh em tất cả đều là những cái xác vô hồn. Nếu là người thường có lẽ gã cũng đã trở nên điên loạn từ lúc nào. Ô Môn gằn giọng, ánh mắt cùng với biểu hiện đã khác lúc trước, chẳng còn vẻ sợ hãi nữa mà giống như cảnh chó cùng rất sầu. Gã lâm vào đường cùng. Tất cả những chuyện này do tôi làm, tôi đã phải gánh hậu quả. Cả gia đình tôi đã chết sạch. Các người đừng có ép người quá đáng. Nếu ta có mệnh hệ gì, cả làng này cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Cái thằng này, mày còn già mồm sao? Sao không chứ? Mẹ mày đánh đi cứ đánh tao đi, rồi mày sẽ phải hối hận. Một vài người thấy Ô Môn vẫn còn cứng đầu như vậy liền xông lên, túm chặt lấy tay của gã bắt quỳ xuống đất, hướng về phía của trưởng làng. Thưa trưởng làng Đại Lãn, thằng này nó đã gây hoại cho dân làng, bây giờ nó còn ăn nói xạo lơ, nên xử lý nó thế nào? Vì trưởng làng Đại Lãn cũng chưa biết phải làm thế nào thì bỗng nhiên bên ngoài bầu trời trở nên tối mịt, có cảm giác như ai đó dùng tay che trời lại vậy. Không khí trở nên oi nồng và ngột ngạt, mùi hôi thối tanh tưởi từ không khí phát ra nồng nặc. Tất cả mọi người ở đây dường như ai cũng nhận ra được điều này, đều đổ dồn sự chú ý của mình ra bên ngoài. Ở bên ngoài kia có vẻ như trận chiến của pháp sư Đồng cũng với cổ long trùng đang đến hồi gay cấn. Vị pháp sư tên Đồng dường như đang phải cố gắng chịu đựng sự tấn công mãnh liệt của cổ long trùng. Sức mạnh của mẫu trùng thì vô cùng lớn. Thoát đợn thoát hiện làm trông ta rất khó khăn để khống chế, mà mỗi lần cổ trùng xuất hiện đều vô thanh vô thức, cực kỳ khó nắm bắt. Có điều là mẫu trùng cũng chẳng làm gì được thầy Đầm, vì pháp trận của ông ta bày ra dường như cảm ứng được. Mỗi khi mẫu trùng xuất hiện muốn tấn công, thầy Đồng liền dùng thân pháp nhanh nhẹn của mình mà né tránh. Thêm vào đó thầy Đồng cũng vô cùng cẩn thận, không dùng phương pháp đối đầu trực tiếp với quái trùng, bởi vì đây là thứ kịch độc. Có vẻ sau khi đã uống máu được rất nhiều người thì quái trùng này đã trở nên điên cuồng hơn, và sức mạnh cũng vì vậy tăng hơn bội phần. Hàng loạt những tiếng động lớn vang lên khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều run sợ. Thầy Đồng thấy con quái thú này lại sắp sửa xuất hiện thì lập tức lui về sau để tránh né. Nhưng lần này con quái thú không dùng sức mạnh của thân thể để tấn công như những lần tập kích trước, mà bất ngờ nó phun ra một luồng chất độc từ miệng. Với vóc dáng to lớn gần như đau thương bất nhập của mình, tốc độ nhanh đến mức không tưởng, lại có khả năng tàng hình thoát ẩn thoát hiện, cộng với độc tố kinh hoàng của mình, với những khả năng trên của con quái trùng thì chắc chắn trên đời này rất ít những thứ có thể khiến quái trùng kỳ sợ hãi. Nhìn thấy cái miệng gớm ghiếc của mẫu trùng cổ long đang chuẩn bị xuất ra một luồng hắc khí màu đen, bên trong ánh lên sắc tím. Điều này khiến cho thầy Đồng tái mặt, bởi ông biết rõ ràng luồng hắc khí đó nó đại diện cho cái gì, là vật cùng hung cực ác, được luyện thành mẫu trùng chắc chắn mọi thứ trên người của nó đều có thể giết người. Ngay lập tức thầy Đồng lùi lại đằng sau, cả người của thầy Đồng giống như được bao phủ bởi một lớp cương thi ngăn chặn toàn bộ luồng hắc khí kia. Vẫn còn chưa yên tâm, thầy Đồng rút ra liên tiếp mấy đạo bùa rồi tung lên. Mấy đạo bùa khi chạm phải luồng hắc khí thì bất ngờ bốc cháy bùng lên dữ dội. Cái đường lúc này còn hơn cả mấy bộ phim trường. Mặc dù đã đánh lui được hơn nửa luồng hắc khí của cổ trùng, nhưng vẫn còn một số ít văng vào lớp cương khí hộ thân quanh người của ông, phát ra tiếng xèo xèo rồi mới biến mất. Chất độc của cổ trùng này tác dụng ăn mòn lớp cương khí của thầy Đồng, chỉ sau một quãng thời gian ngắn cũng phập phù như muốn tắt đến nơi. Mẹ kiếp, con quái vật này, mày là thứ quái quỷ gì? Tí nữa thì toang. Sao trên đời này là có thứ tà vật kinh khủng đến như vậy? Còn bà nó nữa, tại sao đã dặn dò đám người bên trong đừng có bước ra, thế mà chúng không nghe? Chẳng nhẽ chúng không biết là càng ăn thêm người, con quái vật này càng mạnh hay sao? Thầy Đồng miệng lẩm bẩm chửi thề, nếu bản thân ông không nhanh nhẹn và có sự chuẩn bị trước, e là bản nãy đã dính tròn luồng hắc khí kịch độc của cổ trùng rồi. Lớp cường khí hộ thân của ông cũng vì vậy mà đã mòn vẹt đi. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng cũng khiến cho da đầu của vị pháp sư này tê dại. Cổ long trùng chớp đôi mắt đỏ rực như cái bát ô tô, vằn vện những tia máu, nhìn xung quanh rồi liền biến mất, bỏ lại trong không khí một luồng gió tanh lợm rầm kèm theo những tàn ảnh, chứng tỏ tốc độ của cổ trùng đã đạt được một trình độ cực cao. Dường như việc hút thêm được tinh huyết của người đàn ông ban nãy đã làm cho sức mạnh của nó tăng thêm một bậc. Pháp sư Đồng cũng không nói nhiều lời, lập tức đề phòng liền lùi ngay lại đằng sau, đôi mắt phóng ra thiên nhãn tìm kiếm. Những luồng ánh sáng ngũ sắc xung quanh cũng phóng ra, bảo vệ lấy toàn bộ thân thể của mình, sợ con quái vật đánh lén. Con mẹ mày, có giỏi thì hiện thân ra đi ta xem nào. Mày là thứ quỷ quái gì vậy? Tại sao trên đời này là có loài vật nhìn ngu ngốc xấu xí hôi hám bẩn thỉu như mày chứ? Pháp sư Đồng luôn miệng chửi thề, có lẽ việc bị nó hành cho quay như trong chóng khiến cho ông hết sức đau đầu, cho nên mới mắng chửi cho bỏ tức. Trong đầu của pháp sư này nghĩ rằng con vật thực lực rất mạnh mẽ, lại thêm nó có thể biến hóa và chủ động, bên né tránh những đòn tấn công của ông một cách thuần thục, chứng tỏ nó đã có linh trí chứ không phải là tấn công theo bản năng. Nếu đã có linh trí thì nó có thể hiểu được những gì ông nói. Chính vì vậy pháp sư Đồng mắng nhức nó hết lời. Đồ xúc vật nghiệt xúc, mà là thứ không nên tồn tại trên cõi đời này, tại sao lại xuất hiện ở đây hại người? Có bản lĩnh thì xuất đầu lộ diện đi, đừng có trốn lùi như vậy. Ra đây, tao cả mày đại chiến 500 hiệp. Có lẽ những lời khích bác của pháp sư Đồng đã có tác dụng. Đúng lúc này không để cho thầy Đồng chửi thề thêm câu nào, Ngay phía trên đầu của Pháp Sư Đồng, bất ngờ không gian như bị nghiền ép, rồi vỡ nát ra để lộ một cái đầu quái vật nhìn vô cùng hung ác dữ tợn. Nó muốn trực tiếp nuốt tròn lấy tên nhân loại lắm mồm đáng ghét này. Chỉ có điều càng đánh nhau với người này, nó lại càng thấy khó chịu. Mỗi khi nó xuất kỳ bất ý, xuất hiện ở bất cứ vị trí nào, thì tên nhân loại có bộ dáng xấu xa này đều có thể biết trước được mà né tránh. Đây cũng là lần đầu tiên nó đối đầu với một đối thủ khó nhằn như vậy. Con cổ long trùng này nó đã khai mở được linh trí, hiện tại trí thông minh của nó tương đương với một đứa trẻ 5-6 tuổi. Nhưng nếu để cho nó mặc nhiên phát triển thì cũng chưa biết nó sẽ đạt đến trình độ nào. Cái miệng của con quái vật há rộng răng hết cỡ, một táp nuốt tròn lấy cả cơ thể của Pháp Sư Đồng, sau đó thì nuốt chừng. Hình ảnh này làm cho tất cả mọi người bên trong căn nhà đều sợ hãi. Nhiều người không kìm nổi được mà khóc giống lên, bởi vì tận mắt họ thấy được niềm hy vọng cuối cùng ngay lúc này có thể ngăn cản được con quái vật được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất độc trùng này bị nó nuốt chừng. Có người lăn răng ngất xỉu, ngay cả người bình tĩnh nhất là trường làng tên Đại Lãn cũng sợ hãi không thôi. Trời đất ơi, thế làng hết rồi, ông trời ơi, sao ông lại có thể đối với dân làng chúng còn như vậy? Lẽ nào làng Gia Thụy này tuyệt diệt hay sao? Bất chợt trường làng nhìn về phía Ô Môn ánh mắt sắc lẹm rồi quát: Là mày, chính là mày, mày đã gây nên cảnh này, mày đúng là báo hại, tại sao? Nhưng đúng lúc này thì có người bỗng nhiên hét lên: Còn sống, vì Pháp Sư kia còn sống. Không thể nào, ban nãy ông ta đã bị con quái vật kia nuốt chừng ăn thịt rồi mà. Mọi người đều ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ. Lần ánh sáng hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Lúc này quả nhiên là đang có một người đàn ông gương mặt bình tĩnh nhìn về cổ long trùng. Dường như ông ta chẳng bị tổn hại gì cả, vẻ mặt hết sức tự nhiên. Con vật ngu ngốc, ta ở đây cơ mà, ngươi tưởng ăn được ta dễ vậy sao? Thế ngươi nuốt ban nãy chỉ một lá bùa do ta tạo ra, bây giờ thì hãy chết đi. Dứt lời thì Pháp Sư Đồng hai tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ kỳ lạ: Nổ, nổ chết cho ta, nổ. Con cổ long trùng đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bên trong cơ thể của nó bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ lớn. Nó đau đớn rít lên từng tràng những tiếng kêu đình tai nhức óc. Nó lảo đảo giống như sắp rơi xuống, chỉ có điều ngay lập tức lại dừng ngay lại được, bay lơ lửng trên không trung, có vẻ như cũng bị thương. Chỉ có điều nếu cứ như vậy chết đi thì cũng chẳng có gì gọi là mẫu cổ trùng nữa. Vết thương cũng đã liền lại ngay, nhưng có cảm giác như thân thể của nó cũng bé đi một chút. Sau đó thì đứng trên cao ngó xuống, quan sát kẻ làm cho nó vừa bị thương. Không chết, ảo thật đấy. Bao nhiêu năm hành tàu giang hồ mà gặp phải con quái vật khủng bố như vậy. Chiều vừa rồi ta đã cho nó ăn bùa nổ. Nếu là con vật bình thường thì chết tàn xác. Đằng này chẳng những không bị sao, mà vết thương lại còn lành lại ngay được. Con mẹ nó bịp rồi. Pháp Sư Đồng ngạc nhiên không kém. Đây là chiêu ông vừa mới nghĩ ra, gọi là bùa nổ. Thực ra thì cũng chẳng có gì quá cao siêu, chỉ là một chút lưu huỳnh kết hợp với lại xỉ than và một ít kali clorat, có công thức hóa học là KClO3, là một hợp chất hóa học chứa oxy của clo, hay hiểu đơn giản nó là muối axit caloric mà thôi. Tất cả những thứ trên Pháp Sư Đồng trộn theo một tỷ lệ nhất định rồi tẩm ướp vào lá bùa, cầm phải lửa thì sẽ nổ. Thứ này cũng chẳng khác gì pháo mà người ta hay làm là mấy. Có điều là tỷ lệ phối trộn và khả năng kích hoạt của Pháp Sư Đồng cũng lợi hại hơn rất nhiều lần so với người thường mà thôi. Còn cổ trùng lúc này cũng đang điên cuồng hơn. Lúc trước thấy tên nhân loại yếu ớt tưởng đã một đớp ăn tròn, ấy vậy mà chẳng những không chết mà khiến cho nó bị thương khá nặng. Điều này là một sự xúc phạm. Hai mắt to như hai cái bát ô tô của cổ trùng đỏ rực nhìn về phía người này lộ rõ về khó chịu, xen lẫn sợ hãi và sự điên cuồng. Cổ trùng tức giận rít lên những tiếng đầy tức giận, có vẻ như trong mắt của nó, kẻ này giống như đang khiêu khích, oai nghiêm của nó vậy. Từ khi xuất hiện trên cõi đời này nó chưa từng thất thủ bao giờ. Thế nhưng bây giờ, một sinh vật nhân loại yếu đuối bé tẹo lại khiến cho nó thất bại hết lần này đến lần khác. Việc này thực sự hết sức khó chịu. Chiếc mào trên đầu của nó bắt đầu dựng ngược lên, cái miệng rộng lớn cũng há rộng hết mức. Cả người bỗng nhiên to phình ra như quả bóng, rồi hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước của long trùng đột nhiên biến mất. Thầy Đồng cảm thấy sợ hãi, không phải nói ra ông cũng cảm thấy con quái trùng này định chơi tất tay. Hai đồng tử của ông co thắt lại, dường như mọi giác quan trên cơ thể được mở rộng hết cỡ để cảm ứng vị trí của long trùng, nhưng hoàn toàn bất lực. Cứ như thể con vật này đã hòa tan vào không khí. Việc này rõ ràng là pháp lực và khả năng của cổ trùng đã đạt được một ngưỡng cảnh giới cực cao. Nếu như con vật này không tiêu diệt được nó, cứ mặc nhiên cho nó phát triển, e là cả ngôi làng hay thậm chí cả khu vực này sẽ đều bị nó xóa sổ. Lúc này thầy Đồng cũng dồn toàn bộ pháp lực của mình vào việc truy tìm tung tích cổ long trùng. Ông cũng không dám có một ý nghĩ nào dám khinh nhờn nó cả. Thực sự đến nay là đối thủ đáng gờm nhất mà vị pháp sư này từng đối phó. Có thể gọi pháp sư Đồng là một người bất đắc chí. Ở đây bất đắc chí là một cụm từ để chỉ những người có tài nhưng không gặp thời. Tài năng của họ không còn chỗ đứng trong thời đại này. Chính vì vậy mà những người như vậy mới trở nên buồn rầu ủ rột. Họ sống ngần giật đầu đó trong một công việc bình thường, với trái tim như thể có một phần đã chết từ bên trong. Bởi nguyên nhân cũng chính bởi vì cả gia đình thầy Đầm cũng đã bị yêu ma hại chết. Chính vì vậy mà ông ta vô cùng căm giận, quyết tâm học đạo pháp với lời thề sẽ tiêu diệt toàn bộ những yêu ma quỷ quái trên con đường hành đạo của mình. Kể từ ngày được một pháp sư vô danh truyền đạo cho đạo thuật, cộng với cuốn bí pháp bí ẩn gọi là Cầm Ma Chỉ, thì đã có một số ma quỷ bị thầy Đồng thu phục hoặc khiến chúng vĩnh viễn không được đầu thai truyền kiếp. Vô số những âm hồn bất tán cứng đầu cứng cổ, từng tác oai tác quái hùng bá một phương. Nhưng khi gặp pháp sư Đồng thì chỉ còn nước ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, nếu không sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Đồng lúc này thì từ dưới mặt đất phát ra hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc, rồi mặt đất nứt toác ra một cái hố lớn, như muốn nuốt chừng thầy Đồng vào bên trong. Do có bất ngờ, thầy Đồng không kìm có phản ứng gì, bị rơi tọt xuống hố, rồi bất chợt trên miệng hố có một cặp mắt đỏ rực chớp chớp nhìn xuống. Thầy Đồng mê man ngửi thấy một mùi thơm rất đặc trưng, tựa như là mùi hương của phấn son vậy. Rồi xung quanh ông có tiếng cười rúc rích, nghe như có cả một bầy tiên nữ đang nhìn ông chỉ trỏ. Tướng công, sao chàng không nhìn tiếp? Nhìn thân hình của chàng thật lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, ta thích, chàng là của ta. Cơ mà tại sao không thích đồ chơi, người này là nam nhân hay nữ nhân? Liên tiếp là những tiếng bàn luận vang lên, mùi hương nữ nhân từ mấy cô nương đang đứng xung quanh thầy Đồng phát ra xôn xao, khiến ông cảm thấy xây sầm cả mặt mày. Rồi có những cử chỉ động chạm thân thể của những tiểu thư kia động chạm vào người của thầy Đồng. Những tiếng thủ thị vang lên bên tai, cộng với những hình ảnh khỏa thân của những cô gái này. Nếu là một nam nhân bình thường khác chắc chắn sẽ bị trầm luân trong đó, mãi mãi chẳng thể thoát ra được. Nhưng đáng tiếc đó lại là thầy Đồng pháp sư, một pháp sư bất đắc chí. Ngày trước vì có phẫn nộ đám ma quỷ đang hại chết vợ con gia đình của mình, thầy Đồng đã quyết tâm trả thù, hết sức dốc lòng luyện theo cuốn bí tịch kỳ dị có tên là Cầm Ma Chỉ. Nhưng yếu quyết đầu tiên của Cầm Ma Chỉ này là võ lâm xưng hùng dẫn đao tự cung. Có nghĩa là muốn luyện Cầm Ma Chỉ thì đầu tiên phải tự thiến đi bộ phận sinh dục của mình. Bởi vì nếu không thiến, khi mà luyện theo nội công Cầm Ma Chỉ, lửa dùng thế thiêu đốt ruột gan thành ra tàu hỏa nhập ma, ngay lập tức khiến cho người ta cứng đờ ra mà chết. Ban đầu thầy Đồng cũng lưỡng lự, nhưng ông đã quyết. Vợ con bây giờ cũng không còn nữa, mà bản thân ông cũng vô cùng yêu vợ mình, cho nên đã quyết định tự cung luyện theo. Chính vì vậy mà mấy cô gái kia mới tỏ ra ngạc nhiên đến vậy. Nhưng đúng lúc này thầy Đồng đã tỉnh lại, miệng cười lớn. Chết mẹ, mắc bẫy rồi, cút ngay. Một luồng kinh lực giống như là một cương khí bao phủ lấy khắp cơ thể của thầy Đồng, rồi không để cho mấy cô gái kia tiếp tục sàm sỡ mình. Thầy Đồng hét lên một tiếng, từ cơ thể của ông toát ra một thứ ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Ngay lập tức mấy bàn tay của những cô gái kia vừa chạm vào liền biến mất, tất cả những thứ bàn nãy hoàn toàn chỉ là ảo ảnh. Dường như đây chính là pháp thuật do con cổ trùng mẫu kia tạo ra. Những cô gái xinh đẹp như thần tiên, những lời nói thánh thót ban nãy chẳng hề có thật, đều là ảo giác. Pháp sư Đồng toát mồ hôi, gương mặt tái nhợt nhìn xung quanh. Bây giờ thì ông ta quay trở lại thực tại, nhưng gương mặt vẫn không thể giấu được nỗi sợ hãi đến cùng cực, miệng lẩm bẩm: nguy hiểm thật, không ngờ ta luyện cầm mai chỉ đến mức này mà vẫn còn bị quái vật kia nó đưa vào mê thuật, thật là đáng sợ, cũng may đáng chết. Nói đoạn thầy Đồng liền sờ xuống bên dưới hạ thân của mình, chẳng biết ông đang nghĩ gì mà gương mặt lúc này lúc trắng lúc đỏ. Đây có lẽ là bí mật lớn nhất mà vị pháp sư này đang chôn giấu. Nhưng lúc này thì chẳng còn thích con cổ long trùng kia đâu. Có lẽ nó biết đây là người có thể uy hiếp đến tính mạng của mình, cho nên đã bỏ trốn không tiếp tục giao đấu nữa. Xung quanh bây giờ đã tan hoang, bởi vì trận chiến giữa thầy Đồng và cổ trùng diễn ra quá khốc liệt. Cây cối và đất cát dường như biến thành một bột mịn. Nhưng mà điều kỳ quái là căn nhà phía sau, cũng là căn nhà của gã Ô Môn giàu có kia, vẫn còn nguyên vẹn, chẳng hề hư hại gì cả. Chỉ có mấy cái xác người chết đang bốc lên đầy mùi tử khí mà thôi. Nhìn quanh quần một lần nữa xác định chính xác cổ long trùng không còn ở đây, thầy Đồng mới lững thững đi bộ về phía căn nhà của Ô Môn. Chuyện này cũng phải hỏi rõ ràng mới được. Tiếng là pháp sư trừ gian diệt ác xuất thế cứu đời, nhưng con cổ trùng kỳ quái kia quá lợi hại. Điều này làm trông cảm thấy rất lo lắng. Lúc giao chiến với nó, ông đã dần hết mọi tài phép, nhưng con quái vật kia chẳng hề bị thương tổn chút nào. Nếu như cứ dai dẳng như vậy thì e là không ổn. Chẳng hiểu thứ này là cái giống gì nữa. Cả đời của ông chứng kiến được nhiều sự lạ, yêu ma quỷ quái chết dưới tay của ông hoặc bị thu phục không phải ít, mà nay gặp một thứ nửa yêu quái nửa tà ma như vậy rất khó để đối phó. Nói nửa yêu nửa tà là bởi vì con quái vật này giống như lai tạp của rất nhiều loài động vật cực độc với nhau. Nó lại có mùi tà khí do nó được người ta cúng tế hàng ngày. Sát niệm của nó cũng rất lớn, có mùi huyết tinh chứng tỏ đã được ăn hàng ngày. Nhưng yếu tố trên đã khiến cho ông thầy Đồng suy luận ra đây là vần do người ta luyện thành. Điều này khiến cho ông rất tò mò. Kẻ nào mà có thể luyện ra được thứ tà vần được mệnh danh là thiên hệ đệ nhất kỳ độc thì cũng không phải là hạng tầm thường, lẽ nào lại là một pháp sư? Nhưng nếu là pháp sư luyện ra thì phải có phương pháp khống chế nó, đằng này lại để nó sống ra hại người. Nếu như hôm nay ông không có việc phải đi qua đây thì có lẽ cả làng này có khi đã bị con quái vật kỳ dị này giết sạch. Phán đoán của thầy Đồng kia cũng rất chính xác. Có điều bản thân ông cũng không biết được rằng đây chính là cổ long trùng trong truyền thuyết, là thứ cùng hung cực ác trong giới pháp sư Trung Hoa ngày xưa, đặc biệt là người Miêu ở Tương Tây rất ưa chuộng. Có điều để luyện được nó ra đến cảnh giới này không phải là điều đơn giản, phải chịu rất nhiều những giới hạn khắt khe, cũng chưa chắc đã luyện thành. Lẽ nào con vật này là pháp sư Trung Hoa luyện ra, nhưng mà tại sao luyện xong lại để nó tự do hành động như vậy? Theo lý lẽ bình thường thì con vật này sẽ là tay sai đắc lực của người tạo ra nó, thật là phí. Giá kể ta bắt được con này làm sủng thú thì khéo con mẹ nó lại vô địch thiên hạ. Đáng tiếc là nó đã chạy trốn mất. Cơ mà trước hay sau ta cũng bắt được ngươi mà thôi. Con mẹ nó ngươi lại còn biết được cả bí mật lớn nhất của ta, tội đáng buồn chết. Thầy Đồng vừa đi vừa lẩm bẩm, gương mặt không lộ ra chút cảm xúc nào. Một lúc sau đã đứng trước sân của gia đình nhà Ô Môn, cất tiếng rồi gọi lớn: "Con quái vật kia đã bị ta đuổi đi, các người có thể ra ngoài ta hỏi chuyện được không?" Giọng nói của thầy Đồng lúc này rất sõng dạc, giống như mấy người bên trong nghe thấy vậy cũng lục đục tiến ra bên ngoài. Nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc theo lối đạo sĩ, quần áo lúc này đã rách nát gần hết, gương mặt thì tái nhợt, nhưng thần thái vẫn còn rất đĩnh đạc. Trong đôi mắt của người này hiện lên một vẻ cực kỳ nguy hiểm. "Cảm ơn thầy đã cứu mạng. Nếu không có ngày hôm nay thì e là tất cả chúng tôi đều đã..." Cửa trưởng làng Đại Lãn là người bước ra đầu tiên, vẻ mặt vô cùng vui mừng khi thấy vị pháp sư này đã đuổi được con cổ long trùng. Tính mạng của mọi người lúc này nhất thời được đảm bảo. Lão cùng mọi người đều nhất tề đồng loạt cảm ơn. Nhưng thầy Đồng không hề để ý đến những người này. Ánh mắt quét qua một lượt nhìn tất cả, nhưng chú ý đến một người đàn ông có thần sắc kỳ lạ đang lén lút nhìn mình, đó chính là Ô Môn. Các người khách khí quá, việc ta làm hôm nay cũng chỉ là tiền tay mà thôi. Ở đây có ai biết gì về thứ bàn ấy hay không? Tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này? Pháp sư Đồng lên tiếng hỏi, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về Ô Môn. Chỉ có điều gã này cũng hoàn toàn không để ý đến Đông, mà bây giờ đang ngồi bệt xuống đất, ánh mắt giống như mất hồn vậy. Mới nhìn vào thì hoàn toàn không phát hiện ra điểm gì bất thường. Pháp sư Đồng cũng không nói gì mà trực tiếp tiến về phía Ô Môn. Ông ta khịt cây mũi, sau đó nhăn mặt lại hỏi: tại sao người này dương khí lại cạn khô như vậy? Mà sao ta lại người thấy trên người của hắn có mùi con quái thu bẩn ấy? Ngay đến đây tất cả mọi người có mặt đều bất giác lùi lại. Duy trì trưởng làng là vẫn giữ đường về bình tĩnh trả lời. Cả này tên là Ô Môn, cũng chính là nhà của hắn. Thế những cái xác ngoài kia là thế nào? Đều là thân nhân của hắn, cả gia đình của hắn đều bị con cổ long trùng kia giết chết. Nghe vậy pháp sư Đồng giật mình, dường như trong đầu của ông ta đã hình dung ra toàn bộ sự việc, lập tức chỉ tay vào người của Ô Môn: mau trói hắn ta lại, nếu không các người đều phải chịu tai ương. Tại sao? Đừng có hỏi nhiều, trói hắn ta lại, nếu các người không muốn chết làm ngay, mọi chuyện ta giải thích sau. Vài người hoảng sợ lập tức làm theo. Sau khi trói chặt chân tay của Ô Môn nhốt lại, pháp sư Đồng mới hướng mắt nhìn về trường làng Đại Lãn. Ông có thể nói cho tôi biết trong làng này có ngôi đình nào hay không? Nếu có thì hãy đưa tôi đến đó. Thầy là ai? Đến đó làm gì? Trường làng Đại Lãn nhìn pháp sư Đồng cũng lộ vẻ đề phòng. Bản thân của ông ta là trường làng và người có uy tín và lời nói khá có trọng lượng. Nhưng đình làng vốn là chốn linh thiêng, chẳng phải nơi dễ dàng cho người ngoài vào trong. Thế vẻ mặt kỳ dị của lão pháp sư Đồng cười cười: tôi chẳng rõ các người còn cấm kỵ điều gì, nghi ngờ gì. Nhưng mà nói thật, ngày nào con quái vật mà ông vừa nói là cổ long trùng đó còn lượn vườn ngoài kia, thì ngày đó các người đều dễ dàng gặp họa. Năng lực của ta có hạn mà thôi. Ta phải mượn chút uy quyền của thành hoàng thì may ra mới có thể giúp được các người một tay. Nếu các người còn nghi ngờ vậy ta xin cứu. Nói xong câu này, pháp sư Đồng liền giả bộ muốn bước ra ngoài, trước ánh mắt sững sờ của bao nhiêu con người. Pháp sư xin ngài dừng bước. Thế tình hình có vẻ căng thẳng, đây chính là ân nhân cứu mạng của cả làng Gia Thụy. Trưởng làng Đại Lãn tiến lên rồi gọi: được, tôi dẫn ngài ra đình làng, chỉ xin ngài một yêu cầu. Yêu cầu gì? Pháp sư Đồng cũng lấy làm tò mò, xưa nay làm gì có cái chuyện ngược đời, vừa bỏ công sức đánh nhau tơi bời khói lửa, đặt bản thân của mình vào hiểm cảnh suýt chết đến nơi, ấy vậy mà lại còn bị đám người này ra điều kiện. Việc này chẳng phải quá sức hoang đường hay sao? Chỉ là đây là ý chỉ của tiền nhân. Xưa nay duy nhất chỉ có ai được ngài chỉ định thì mới được phép bước vào trong đình làng. Thì cũng không phải là muốn làm khó ngài, nhưng mà ý chỉ của thành hoàng làng này chúng tôi không dám trái. Thành hoàng chúng tôi là người tạo dựng nên ngôi làng này, đã lập ra cả tấm văn bia bằng đá xanh, bố tinh vẫn còn đó. Tưởng gì? Chuyện này đơn giản ta có thể lo được. Vâng, nếu ngài đã có ý kiến như vậy, chúng tôi cùng kính công bằng tuân mệnh. Mọi người hãy cùng nhau đưa pháp sư đến đình làng Gia Thụy, việc này không thể chậm trễ. Tất cả những người có mặt ở đây đều răm rắp nghe theo lời của trường làng. Có vẻ như nơi đây đúng như câu nói phép vua thua lệ làng, và trường làng chính là người có tiếng nói nhất. Pháp sư Đồng cũng không lấy gì làm lạ, cũng chỉ biết cười cười rồi nói: bây giờ trước mắt con quái trùng đó cũng không còn dám xuất hiện, vì đang bị thương, ít nhất cũng phải một thời gian nữa nó mới hiện hình. Có điều tôi muốn nói với mọi người, vẫn là một sinh vật cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không ai được phép đi ra khỏi đình làng. Thứ hai, tôi sẽ chế tạo và đưa cho mỗi người một cái lá bùa, nó có khả năng cảnh báo nếu như có yêu ma xuất hiện, nhưng hãy nhớ đừng có ai dại dột đi đâu một mình. Dứt lời, thầy pháp Đồng liền lấy trong tay này của mình ra một xấp giấy, bày trên vẽ những ký tự loằng ngoằng. Sương nước mùi lưu huỳnh, sau đó ông ta cùng mọi người bắt đầu khiêng xác những người đã chết đem đi hỏa thiêu. Điều kỳ lạ là chẳng hiểu có phải do chất kịch độc của mẫu cổ long trùng quá kinh khủng hay không, mà làm cho hơn trùng cái xác vừa chết mới cách đó không lâu mà đã trở nên thối rữa, bốc mùi hôi tanh kinh khủng, khiến cho ai nấy đều phải nín thở. Không ít người vì quá sợ hãi mà ngất xỉu ngay tại chỗ. Chẳng mấy chốc khói đèn bốc lên đặc quánh, kèm theo mùi thịt cháy khét hòa lẫn vào trong màn đêm, mang theo vẻ u ám kỳ dị của ngôi làng chết chóc. Đứng trước một quái vật có sức mạnh kinh khủng và bí hiểm một cách khó lường, cũng đủ khiến cho bất kể một người nào đó, cho dù có gan dạ đến đâu, cũng đều phải dùng mình sợ hãi. Người duy nhất giữ vẻ mặt bình thản đó chính là Pháp Sư Đầm. Có lẽ việc này đối với ông ta là quá bình thường. Tuy có chút lo lắng về việc phải đối phó với con quái vật kia thế nào, nhưng mà dường như Pháp Sư Đồng vẫn luôn chắc chắn một điều là mình sẽ tiêu diệt được nó. Việc trước mắt là phải tìm hiểu nguồn cơn của con cổ long trùng này, nó xuất hiện như thế nào, người luyện ra nó là Ô Môn thì đã biết. Nhưng còn cách thức để luyện ra mới là vấn đề, bởi nếu xác định nuôi cổ thường chọn ngày 5 tháng 5 âm lịch để luyện, phía đây là ngày độc khí thịnh nhất, sẽ giúp các loại trùng độc ngày càng mạnh hơn. Phương pháp luyện cũng tùy theo người luyện, nhưng tối thiểu cần phải có tới 100 loại trùng. Trước khi nuôi cổ toàn ra về tắm rửa sạch sẽ, thắp nhang trước bài vị tổ tông và thành tâm khấn vái. Sau đó đào một cái hố to giữa chính sảnh và chôn vài xuống dưới rồi lấp đất lại. Đến Tết ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, người trong nhà phải đi bắt 12 loại bò trùng, đem về thả chung vào trong vải đá chôn. Kể từ lúc này mỗi đêm đi ngủ đều phải khấn vái một lần. Hơn nữa còn phải giữ bí mật việc nuôi cổ tuyệt đối, nếu không sẽ bị vu sư dùng yêu pháp thu đi, hoặc cổ sẽ quay lại để hại chủ. Tương truyền loài cổ trùng này sau khi luyện thành sẽ có linh khí rất lớn, có thể giúp cho chủ nhân vạn sự hanh thông, xuân sẻ làm ăn hoặc rộng đường quan lộ. Cũng chính vì niềm tin này mà đã có không ít thảm án vu cổ từng xảy ra trong lịch sử của Trung Hoa. Thật không ngờ lần này Pháp Sư Đồng là có dịp đối đầu với loài cổ trùng trong truyền thuyết. Ngôi đình làng Gia Thụy nằm chênh vênh trên một quả đồi khá lớn. Nơi này có địa thế khá đẹp, xét theo phong thủy thì thế đất cũng không xấu. Chỉ có điều khi tất cả mọi người có mặt ở đình làng thì thầy Pháp Đồng dừng lại quan sát một lúc rồi nói với trưởng làng: nơi này không ổn một chút nào, ta có cảm giác nơi đây chính là đất âm khí. Nghe thấy Pháp Sư Đồng nói như vậy, trưởng làng Đại Lãn khẽ giật mình. Việc này hoàn toàn đúng, chẳng rõ vì lý do gì mà ngày xưa bà con nhân dân lại chọn nơi đây để xây nên ngôi đình làng ở vị trí này. Bởi bản thân của ông cũng nghe người ta nói, ngày xưa mảnh đất này chính là một bãi tha ma rất lớn. Mặc dù đã chứng kiến việc thể pháp này dùng pháp thuật đánh nhau với con quái trùng bí ẩn kia, nhưng dường như trong đầu của lão vẫn còn chưa mấy tin tưởng, cho nên hỏi Pháp Sư Đầm: sao ngài lại biết? Ông nên nhớ ta là Pháp Sư, ma quỷ từng bị ta tiêu diệt không phải ít. Ta cảm nhận được dưới nền của ngôi đình này đang bị yểm một vật gì đó. Bây giờ làng này gặp họa, một phần cũng do tác động đấy, âm khí nặng quá. Vừa nói, Pháp Sư Đồng vừa đi xung quanh quan sát, vẻ mặt hết sức âm trầm. Rất khó có thể nhận ra được trong đầu Pháp Sư này đang suy nghĩ điều gì. Ngài nói đất âm khí, nhưng tôi cũng không rõ ràng lắm. Có thể giải thích cho đám người trần mắt thì chúng tôi rõ hơn được không? Trường làng Đại Lãn cất tiếng hỏi bằng một giọng tò mò, khiến lướt mắt nhìn mọi người một lượt. Pháp Sư Đồng chậm chậm giải thích: âm khí là một khái niệm về sự thật. Nó là một dạng trường năng lượng vô cùng đặc biệt mang tính âm. Dù là sự vật, con người hay động vật đều mang âm khí trong mình. Người mà âm khí nặng thì nhân khí không tụ. Đó chính là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự chết chóc. Những khu đất bỏ hoang, nơi có nhiều mộ phần hay lâu không có người, cũng thường có nhiều âm khí, ví dụ như người này. Nhìn theo ngón tay của Pháp Sư đang chỉ về người đàn ông bị trói nghiến, đó chính là Ô Môn. Chỉ có điều biểu hiện của Ô Môn cũng không hề sợ hãi hay tỏ ra đau đớn, cứ như một cái xác vô hồn vậy. Đoàn Pháp Sư Đồng ngoảnh mặt về hướng đình làng tiếp tục: tác động đầu tiên của những khu nhà có nhiều âm khí, nó sẽ khiến cho người sinh sống tại đó có những cảm nhận khác biệt. Đây là đình làng, là nơi linh thiêng thờ tự cúng bái, chính vì vậy càng làm cho phần âm càng mạnh hơn. Nơi này luôn luôn lạnh lẽo, lúc nào cũng cảm giác rờn rợn. Ta cũng không hiểu lý do gì mà lại xây ngôi đình trên mảnh đất này không biết, chắc chắn là có âm mưu. Pháp Sư Đồng nói bằng một dòng chắc nịch khẳng định, lúc này như có như không, Ánh mắt của ông ta liếc về Ô Môn, cảm giác là vô cùng đề phòng. Đoàn thầy Đồng lại tiếp tục. Nơi này dù vào mùa hè hay là mùa đông cũng không hề ấm cúng. Có phải các người thường xuyên cảm thấy nặng nề, thậm chí thường xuyên bị sờn gai ốc như có gì đó đè nặng lên cơ thể của mình mỗi khi đi ngang qua đây, có đúng không? Những khổ đơn của ẩm khí nặng thường khiến cho con người ta phải chịu thứ áp lực vô cùng lớn. Mọi người thường nhận thấy mệt mỏi, thậm chí u mê như bị ai đó hành hạ che mắt. Nếu sống ở những vị trí đó trong thời gian dài, con người ta sẽ bị sa sút tinh thần, thậm chí là tinh thần không ổn định. Tính cách cũng thay đổi nhiều, từ đó khiến cho không có tâm trạng cũng như suy nghĩ làm việc gì cả. Khi sống ở một nơi nặng âm khí, gia đình thường lục đục. Điều này là do tính cách suy nghĩ của một người bị tác động không tốt. Nếu không cẩn thận, điều này có thể làm tan vỡ gia đình của mọi người. Đây chính là lý do khiến mọi người sợ những khu đất nặng âm. Nó khiến cho gia chủ xui xẻo, bệnh tật liên miên. Thậm chí việc sinh nở của mọi người cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi khó sinh con trai. Nữ giới sinh ra cũng có tính cách khó chịu, không vừa lòng người khác. Đặc biệt tài vận của những người sinh sống trên mảnh đất nặng âm đó cũng sa sút, không thể phất lên được. Đình làng này cũng là một trong những mảnh đất rất nặng âm. Rất nặng là đằng khác. Việc này rất là nghiêm trọng, ta cũng chưa biết phải xử lý như thế nào. Thầy Pháp Đồng vừa nói vừa bước chân qua cổng đình thì bất ngờ sững người lại. Ông có cảm giác có thứ gì đó như đang ẩn hiện, nhìn mình chằm chằm. Hơi thở của nó có vẻ rất quen, lẽ nào... Ngay lập tức Pháp Sư Đồng lùi lại, nhưng giả vờ như không thấy gì, lại tiếp tục đi vào trong. Những hành động này là vô cùng kín đáo, chẳng ai nhận ra cả. Đình được xây bằng gạch nung, lợp mái ngói, nội cung 2 gian, nhà ngoài 3 gian mọc sừng sững. Phía trong đình còn có một nơi vô cùng đặc biệt gọi là hậu cung, là nơi đặt một cái ngai nhưng trùm một tấm vải đỏ, hoàn toàn không có tượng thờ ai. Sau khi tất cả mọi người vào trong đình, chưa kịp an toàn ổn định chỗ ngồi thì bỗng nhiên xảy ra một hiện tượng làng hết sức kinh hoàng. Vốn Ô Môn lúc trước đã bị đánh đập thầm tệ suýt chết, trên người của gã cũng bầm dập những vết thương, bị trói nghiến vào cọc tre và vài ba người đàn ông khỏe mạnh khiêng đi như con lợn. Nhưng lúc này gã đã tỉnh táo lại, sợi dây chói cũng đừng tháo gỡ ra. Gã hướng đôi mắt vằn vện đầy những tia máu đục ngầu về phía của mọi người, rồi nhìn chòng chòng vào Pháp Sư Đầm. Có vẻ như tên này đang bị ai đó nhập vào, cất giọng thề thé. Bản vương chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Các người khá lắm, dám chống cự lại cả cổ long trùng, các ngươi đều phải chết. Giọng cười đầy ma mị của Ô Môn vang lên, không khỏi khiến cho ít người phải giật mình. Vài người đứng bên cạnh hoảng sợ giạt sang một bên, không dám đứng bên cạnh, bởi họ cảm nhận được tên này bây giờ cực kỳ nguy hiểm. Ngươi là ai? Là ai? Ta là thần linh, nạp mạng đi. Dứt lời, không để cho mọi người kịp phản ứng gì, bỗng nhiên Ô Môn liền kéo lấy một người đang đứng gần gã, sau đó thì ngoạm một miếng thật lớn vào cổ của người này. Mà cũng thật lạ, Ô Môn bình thường có thể vốn gầy yếu thấp bé nhẹ cân, vậy mà chỉ một cái quạt tay cũng dễ dàng túm được người thanh niên cao to vạm vỡ gấp đôi mình, nâng lên nhìn đằng một con gà vậy. Khí lượng của Ô Môn lúc này không phải là người bình thường có thể tưởng tượng ra nổi. Cũng chẳng dọn hắn ta bằng cách nào khiến cho người đàn ông kia chẳng hề dãy dụa, hai mắt chỉ mở trừng trừng nhìn gã, lộ rõ vẻ sợ hãi, giống như đang chứng kiến một điều gì khủng khiếp lắm vậy. Máu từ cổ của người này chảy ra thành dòng như là cắt tiết gà. Ô Môn ngửa cổ lên uống, tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Yêu nghiệt đừng làm càn, mọi người mau lùi lại, đây là cổ trùng. Pháp Sư Đồng lập tức xông lên. Bằng một động tác nhanh không tưởng, ông ta đã rút ra vũ khí của mình là một thanh đoản kiếm. Chẳng biết nó được tạo thành bằng gì, nhưng nhìn vẻ ngoài đen bóng ánh lên những tia sắc lẹm. Nếu để ý kỹ thì chui dao được nạm 4 viên đá hình xanh đỏ vàng đen. Điều kỳ lạ lùng là chui kiếm có những 5 cái lỗ, và cái lỗ cuối cùng thiếu mất 1 viên đá. Chết con mẹ người đi, giả thần giả quỷ, loài yêu ma nhãi nhép như người mà dám đến để làm loạn sao hả? Lời nói chưa dứt thì nhát kiếm được bổ xuống, Nhưng thật bất ngờ, Ô Môn chẳng hề né tránh mà còn nhếch mép cười ra khinh bỉ. Khốn xược, tên đạo sĩ thôi, pháp sư ghẻ nhà ngươi là cái thá gì mà đòi diệt trừ yêu ma, ngươi đủ tư cách đó sao? Ô Môn giơ một cánh tay lên đón đỡ. Dư lượng từ cú va chạm rất mạnh, thế nhưng Ô Môn chẳng hề hấn gì cả. Thanh đoàn kiếm chém xuống cánh tay của hắn như chém vào kim loại vậy. Lưng phản chiến khiến cho pháp sư Đồng bị hất ngược trở xa. Để ý kỹ thấy cánh tay cầm kiếm đang run lên bần bật. Mà nó mạnh dữ, đây là lẽ nào nó lại tiến hóa? Pháp sư Đồng cảm giác hoang mang, một kiếm vừa rồi chém ra cũng rất mạnh. Mặc dù mới chỉ là thăm dò và cũng chưa truyền pháp lực vào bên trong, nhưng tên này dám lấy tay đón đỡ thì cũng là quái vật rồi. Thanh đoàn kiếm này được mệnh danh là ngũ hành kiếm, luyện ra từ 5 nguyên liệu thuộc 5 hành kim mộc thủy hỏa thổ. Đáng tiếc là thiếu mất một viên đá màu trắng hành thủy. Chính vì lẽ đó cho nên thanh kiếm ngũ hành này mới chưa thể phát huy được sức mạnh của nó. Biết được điều này qua cuốn bí tịch Cầm Ma Chỉ, mục đích của pháp sư Đồng là muốn đi tìm nốt viên đá màu trắng để khảm vào thanh kiếm. Cơ duyên đã đưa ông đến làng Gia Thụy, và cũng chính thanh kiếm ngũ hành đã cảm nhận được viên đá kia đang ở ngôi làng này. Khá khen cho một tên nhãi nhép, không sợ chết mà dám đối đầu với cổ long trùng. Người có biết là ngươi đang đối mặt với cái thứ gì không? Ta chịu. Với ta thì ngươi hay những con ma quỷ ta từng thu phục giúp cho chúng siêu thoát chẳng có khác gì nhau. Đừng có mà bao hòa bộc phẹt. Nghe vậy, Ô Môn trần trừng mắt lên biểu hiện sự tức giận. Không nói thêm nữa mà liền một bước thật nhanh chạy về phía trước. Nhưng mục tiêu của gã không phải là pháp sư Đồng mà lại là của một người khác. Chỉ trong chớp mắt, trên tay của gã lại có thêm một người nữa. Đang định đưa tay lên ngoạm vào cái cổ thì pháp sư Đồng lúc này liền hét lớn. Nhét bùa vào mồm của nó, đừng để cho nó cắn. Dường như sực tỉnh, người đàn ông đang bị Ô Môn khống chế liền cầm lá bùa khi trước pháp sư Đồng đưa cho mình, tống luôn vào miệng đằng há ra của Ô Môn. Sau đó người này liền đạp một cái thật mạnh, rồi cả người ngã ngửa ra. Nhanh như cắt, người này lùi lại vì cũng biết sự nguy hiểm của Ô Môn. Khi mà người này đã lùi lại rồi, ngay lập tức pháp sư Đồng liền bắt quyết, miệng lầm bầm những câu chú ngữ nghe thật khó hiểu. Nổ, nổ chết nó cho ta. Mọi người mau hết ra bên ngoài đóng cửa lại, nhanh lên. Cả người Ô Môn bị nhấc bổng cả lên, dòng rơi mạnh xuống đất. Chỉ có điều thân thể của gã hết sức là cứng cáp, tựa như là đau thương bất nhập. Lập tức tỉnh lại ngay, có vẻ như không hề biết đau đớn mà gầm lên. Người vừa đốt pháo trong mồm ta, hỗn xược. Người đang xúc phạm ta, tên nhân loại yếu ớt. Ô Môn vừa thở phì phò, luồng khói từ trong miệng của gã bốc ra. Có điều là cũng chẳng hề làm cho gã bị thương một chút nào. Pháp sư Đồng cũng thấy bất lực, trong đầu bây giờ lo lắng thầm nghĩ. Mẹ nó nữa, chẳng hiểu kiểu gì. Bùa nổ nhét vào mồm của nó mà không làm cho nó bị thương thì cũng quá là kinh khủng rồi. Chẳng nhẽ lại thua nó sao? Đây còn là thân xác của con người nữa hay không vậy? Pháp sư Đồng cũng chẳng biết rằng Ô Môn hiện tại đã chết, nhưng lúc này gã đang bị khống chế bởi người khác không rõ là ai. Nhưng chắc chắn rằng không phải là cổ long trùng mà ông đang truy đuổi. Nhưng nếu không phải là con cổ trùng đó thì là ai? Lẽ nào nơi này còn có một người khác? Nghĩ đến đây thì bỗng nhiên cả người của pháp sư Đồng liền run lên, hơi thở lạnh lẽo vô cùng từ phía trong ngôi đình phát ra. Uy áp từ hơi thở này khiến cho tất cả bà con dân làng đang đứng ngoài sân bất giác quỳ sụp xuống, muốn khấu đầu lễ bái. Hai mắt của pháp sư Đồng trợn ngược cả lên, đồng tử co rút lại hướng về gian hậu cung phía trong đình. Đây là... tốt lắm, cả gan đến nơi đây làm loạn. Ngươi không phải đơn giản rồi, ta đã quá coi thường nhà ngươi. Một giọng nói vang vọng giống như là chuông đồng ngân lên, khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng đều sợ hãi rùng mình. Ở phía bên ngoài, dân làng đang quỳ mọp xuống, còn không dám ngẩng đầu lên vì sợ phạm thượng. Lời nói vừa dứt thì cánh cửa hậu cung liền bung ra. Điều kỳ lạ là chẳng ai nhìn thấy gì cả. Chiếc ngai được trùm khăn kín từ từ bay lơ lửng, tựa như có ai đó đang ngồi. Cảm giác cao cao tài thượng như là thần linh nào đó đang nhìn xuống chúng sinh bằng một ánh mắt coi thường vậy. Nhưng đối với những người thường thì đều sợ hãi trước cảnh tượng này. Nhưng với một người như Pháp Sư Đầm thì ông đã có linh cảm ngôi đình làng Gia Thụy này đang thờ một thứ khác nữa, chứ không hẳn là thờ một vị thần hoàng làng. Bởi vì luồng khí phát ra từ mảnh đất này đã nói cho ông biết điều đó. Ngươi là ai? Giả thần giả quỷ, tại sao lại đến nơi đây? Mặc dù giật mình nhưng Pháp Sư Đồng cũng rất bình tĩnh, hướng đôi mắt có thiên nhãn của mình nhìn về chiếc ngai, cất tiếng hỏi ngược lại. Đôi mắt phát ra hai luồng linh quang, có thể nhìn thấu được những sự việc mà mắt thường không thể nhìn được. Một người đàn ông không rõ dung mạo, nhưng có một nét gì đó giống với Ô Môn, đang đứng trên chiếc ngai tỏ ra vô cùng ngạo mạn, gương mặt xây xưa hít khói nhang. Nói không ngoa, chẳng khác gì thời nay người ta hút thuốc lá là bao. Hóa ra là như vậy, một con yêu tinh mà cũng dám giả thần giả quỷ. Thế nhưng mà người cũng rất có bản lĩnh đấy. Bao nhiêu năm qua đã tận dụng người dân nơi đây để mà hưởng hương quả nhằm đề cao tu vi, khá lắm. Thầy Pháp Đồng đã nhìn ra chân tướng của mọi việc, liền cất tiếng rồi nói lớn. Thế nhưng ông cũng phải thừa nhận việc con yêu tinh này là dám xông vào đình để cho người ta thờ cúng nhằm mục đích ăn ké. Kể ra thì cũng rất có bản lĩnh, chứ không phải là hạng ma quỷ vớ vẩn. Nhiều người hay nghe về những ngôi đình đền thờ thần Phật tiên thánh, nhưng không ngờ rằng nơi đây lại đang thờ yêu tinh, thực sự là quá bất thường rồi. Cũng cần phải nói thêm, thật là những người khi sống có đạo đức, có công lao với xã hội, đến lúc chết đi được phong làm một chức quan nhất định, chuyên làm nhiệm vụ nhất định. Người phong chức cho họ có thể là hoàng đế của các triều đại, nhân dân quanh vùng, Diêm Vương hay Ngọc Hoàng Đại Đế. Các vị thần có mặt ở khắp nơi như là thần núi, thần biển, thần sông. Mỗi vùng đều có thổ công, mỗi thôn làng đều có thành hoàng. Trong dân gian được lưu truyền nhiều câu chuyện về những con người lúc sống có đạo đức, đến khi chết đi được phong quan chức. Ví dụ như là lúc sống làm quan Thanh Liêm, thì khi chết đi được Diêm Vương bổ nhiệm làm phán quan, chuyên xét xử công tội của các chúng sinh trong các địa ngục nhỏ. Hoàng cũng có người sống làm quan có tài có đức, khi chết đi làm thần thành hoàng, chuyên cai quản một vùng nhất định. Trong Phật giáo cũng có đề cập đến nhiều trường hợp một người sau khi chết do nghiệp báo nào đó mà không chịu đi đầu thai ngay. Vong hồn đã lại chẳng thấy tự do, không bị ràng buộc, có thể làm điều mình thích, có năng lực thần thông trong một giới hạn nào đó. Những người như vậy thì được gọi là quỷ thần. Thời gian họ làm quỷ thần cũng không có giới hạn nhất định. Có thể là một vài tháng hoặc có thể là vài ngàn năm. Cũng có trường hợp con vật do sống quá lâu, trí tuệ cũng dần phát triển giống như con người, biết tu luyện và có thần thông. Đây cũng được tính như là một vị yêu thần mà nhân gian thường gọi là yêu tinh. Mà thần thì cũng có thần thiện và thần ác, cũng giống như con người vậy. Còn tiên là người khi sống biết tu luyện đắc đạo mà thành, họ sống lâu có phép thuật. Tiên thường là thiện chứ không có ác. Có nhiều cách khác nhau để tu luyện thành tiên. Có người có tu tâm, có người tu đạo, có người luyện khí công, có người luyện linh đơn thảo dược, luyện phép thuật phù chú. Do đó mà cũng có nhiều tên gọi khác nhau như địa hành tiên, phi hành tiên, du hành tiên, không hành tiên, thiên hành tiên, thông hành tiên, vân vân. Cũng giống như các thần, các vị tiên cũng nhớ được ký ức khi còn làm người của mình, chứ không mất đi giống như khi đầu thai. Nơi sinh sống của các vị tiên thường là ở trong núi sâu, hải đảo hoặc là biển cả, xa lánh trần thế ồn ào và đầy thị phi. Còn về thánh, thánh là bậc siêu phàm vượt xa sự tầm thường của con người, có đạo đức, trí tuệ và tư tưởng vượt trên cả thần và tiên. Phật giáo chia quả thánh làm 4 cấp độ gọi là tứ thánh quả, bao gồm sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán. Trong đó A-la-hán là bậc thánh đã thoát khỏi sinh tử luân hồi, đạt tới cảnh giới niết bàn. Ba quả còn lại là tu đa hoàn, tư đa hàm và A-na-hàm, tuy chưa hoàn toàn thoát ly sinh tử luân hồi, nhưng cũng không thể bị đầy đọa vào ba đường ác là súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Thánh có 6 loại thần thông như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, thần cảnh thông, lậu tận thông. Phật Thích Ca là vị đại thánh có đủ 10 danh hiệu như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đình làng Gia Thụy này chính xác là đang thờ một con yêu tinh. Chẳng rõ nó có phải vì đánh đuổi vị thần thành hoàng trước đó đi mà bây giờ nó đang làm bá chủ. Bảo sao mà ngay từ khi bước chân vào đây, thầy Pháp Đồng đã có cảm giác rất là bất an, khó mà có thể diễn tả được bằng lời. Đúng lúc này thì từ bên ngoài trường làng Đại Lãn liền quỳ từ bên ngoài vào trong, gương mặt tái nhợt cầu xin. Con lại thần hoàng làng, con xin ngài giang tay cứu khổ cứu nạn cho dân chúng con. Ngôi làng này đang gặp đại họa. Con xin ngài hãy ra tay tận diệt trừ con quái vật. Con xin hiến cái mạng này cho dân làng, chỉ cầu mong nơi này được bình an. Nhưng còn chưa nói hết câu, trường làng Đại Lãn liền bất ngờ bị một luồng sức mạnh vô hình nhấc bổng lên rồi ném mạnh xuống. Hành động này diễn ra quá nhanh, chẳng ai kịp phản ứng. Có tiếng sừng gãy lạo xạo. Cô trường làng vốn tuổi cao sức yếu, bị tác động mạnh như vậy mà không chết ngay lập tức cũng đã là một diễm phúc rất lớn. Nhưng những vết thương khá nặng, ông cụ rên rỉ lên trong đau đớn. Thất khiếu trào máu, những ánh mắt của cụ Đại Lãn hướng về phía trước ngay kia, lộ rõ vẻ không tin được rằng tại sao mình lại bị thần hoàng làng đánh. Kẻ này không phải là thần thánh gì cả, nó là một con yêu tinh. Tại sao các ngươi ngu muội đem thờ một con yêu tinh? Có biết càng như thế thì đạo hạnh của nó càng tăng cao hơn không? Nó không phải thần linh, cũng chẳng quan tâm đến lời cầu khẩn của các người đâu. Pháp sư Đồng lúc này tiến về phía trường làng Đại Lãn, nhưng mà nhìn những vết thương quá nặng thì lên tiếng trách móc xen lẫn với thở dài. Hiện tại thì thương tế như thế này thì rất khó. Cũng phải thôi, bởi vì cũng chẳng có mấy ai có được khả năng nhìn thấy ma quỷ như ông ta. Cũng có thể nói ngàn năm mới có một. Muốn làm được một pháp sư thực sự thì không hề đơn giản. Nó hội tụ rất nhiều yếu tố, cơ duyên. Chính vì thế mà có những việc tuy ông nhìn thấy nhưng người bình thường chẳng thể nào thấy được. Lũ người hèn mọn tham lam, làm không chịu làm, chỉ suốt ngày chăm chăm cầu xin sự may mắn độ trì của thần linh. Thật cũng chỉ là té nước theo mưa mà thôi. Chỉ cần ban phát cho chúng một ít lợi ích thì tất cả cũng đều điên cuồng lên mà đón nhận. Các người nên nhớ rằng không có cái gì là miễn phí cả. Trên đời này không làm mà đòi có ăn, chỉ có ăn. Giọng nói phát ra từ chiếc ngài lơ lửng trên không trung một cách đầy kỳ quái. Dân làng Gia Thụy ai nấy cũng đều lộ rõ vẻ kinh hoàng, đặc biệt là trường làng Đại Lãn. Điều mà kẻ giấu mặt kia vừa nói là hoàn toàn chính xác. Có thể ông ta đã biết được điều gì đó ẩn giấu, hay nói đúng hơn là do ông ta đã biết được bí mật thần kỳ của chiếc ngai này, cho nên cố tình ngăn cản không muốn cho Pháp Sư Đồng đến đây. Nếu như không có sự việc con cổ long trùng xuất hiện giết người, thì có lẽ bí mật về chiếc ngai thần kỳ kia có thể nói chuyện và biết thực hiện những yêu cầu của ông ta, sẽ theo ông ta đi xuống mồ. Nhưng thật không ngờ Pháp Sư Đồng vì tìm kiếm viên đá màu trắng khảm và chui kiếm cho đủ ngũ hành đã tìm đến nơi đây, và điều gì đến sẽ đến. Bỗng nhiên Ô Môn từ phía bên ngoài liền giống lên như một chiếc máy, từ từ tiến lại phía chiếc ngai bí ẩn kia. Cả người của gã lơ lửng trên không, dường như đang bị chiếc ngai kia khống chế vậy. Nói thì lâu nhưng tất cả diễn ra rất nhanh. Thầy Đồng muốn ngăn cản lại nhưng đã muộn. Ô Môn vừa chạm vào chiếc ngai thì một luồng sáng chói mắt bùng lên bao phủ lấy người của gã, cuốn cả vào bên trong. Ánh sáng này chói mắt đến nỗi khiến cho tất cả đều phải nhắm mắt lại. Duy chỉ có Pháp Sư Đồng nhìn rõ là bởi vì đôi mắt của ông ta là thiên nhãn, hoàn toàn chẳng giống với mắt của người thường. Ngay lập tức Pháp Sư Đồng liền lùi ngay lại, mang theo cả trường làng Đại Lãn về phía mọi người phía ngoài rồi hét lớn. Chạy mau, tất cả chạy mau, nơi này rất là nguy hiểm, chạy về căn nhà của Ô Môn khi trước. Pháp trận này ta bày ra trước vẫn còn có tác dụng, ta sẽ ở đây ngăn cản con yêu tinh này nhanh lên. Lập tức mọi người đều bỏ đi hết sạch, duy chỉ ở trong làng Đại Lãn còn ở lại. Có vẻ như ông ta cũng cảm thấy mình sẽ không qua khỏi, dù thế nào cũng không chịu rời đi. Dường như trong đôi mắt già nua của Đại Lãn đã tỏ ra đau khổ và ân hận vô cùng. Nghiến chặt răng lại, Đại Lãn nói với ông thầy Đồng bằng một giọng yếu ớt. Pháp sư, tôi biết ngày này sớm sẽ đến, nhưng mà không nghĩ rằng nó lại gây ra cả tai họa cho làng Gia Thụy này. Tôi không muốn vì việc này mà làm hại cho cả dân làng phải tuyệt diệt. Trường làng nhìn về phía chiếc quầy sáng đang tụ lại trói mắt nằm ở bên trong đình, sau đó thì lại nhìn về chiếc chùi kiếm và nói với vị Pháp Sư đang cầm trên tay, nuốt một hơi để mệt nhọc rồi nói tiếp. Tôi cũng biết ngài vì thanh kiếm này mà tới. Thực ra thì mọi chuyện tôi biết hết, có điều là vì lòng tham xúi dục của kẻ ngồi trên ngai kia, tôi đã bị che mắt hoàn toàn, làm mọi việc đều theo bản năng. Tôi hiện tại như ngọn đèn trước gió, bây giờ cũng chỉ có một nguyện ước duy nhất. Xin ngài hãy diệt trừ con yêu tinh kia, giúp dân làng tạo phước. Tôi có chết cũng cam lòng. Vừa nghe đến đây, thầy Pháp Đồng liền mừng như bắt được vàng, bởi vì rõ ràng rằng mục đích đến đây là vì viên đá. Mà hiện tại lão già này đã biết nó ở đâu. Nếu như đường viên đá hội tụ đầy đủ ngũ hành kiếm thì mới có cơ hội để giết chết con yêu tinh kia. Mà bây giờ đối thủ của ông không còn đơn giản nữa. Chẳng biết khi hợp nhất với Ô Môn, sức mạnh của nó còn đến với mức độ nào. Tuy cầm ma chỉ mạnh thật, nhưng thầy Đồng cũng chưa luyện được đủ, việc này rất là khó khăn. Đại Lãn, ông nói tôi xem hiện giờ viên đá đang ở đâu, có phải nó có hình dạng giống với chúng không? Vừa nói thầy Đồng vừa giơ thanh kiếm ra chỉ vào chỗ vị khuyết rồi nói, đúng, tôi đã thấy nó, hiện tại viên đá đang ở đây. Vì viên đá này tôi mới có thể biết được nhiều thứ có liên quan. Đại Lãn liền tháo chiếc vòng cổ ra, bên ngoài được bọc rất nhiều lớp ngăn cách. Có lẽ ông ta biết được rằng Pháp Sư Đồng đến đây là vì nó. Khi vị Pháp Sư này tới đây thì viên đá lão đang nắm giữ liên tục rung lên. Đại Lãn cũng rất cẩn thận liền bọc lại bằng nhiều lớp sa, có tác dụng ngăn cách nó với bên ngoài. Lão lo rằng kẻ đang giữ những viên đá kia cũng sẽ biết. Quả nhiên những điều này đều giống như những gì mà Đại Lãn dự đoán. Pháp Sư Đồng không phát hiện ra, khi đến làng này thì mất dấu. Ngay lập tức viên đá trắng đừng lắm vào trong chùi kiếm. Lần này thì dị tượng đã bắt đầu nổi lên. Sớm chớp ủng hoảng, gió bụi bay mù mịt, cả không gian trở nên đen ngòm. Duy nhất có hai quầng sáng khổng lồ được tạo ra, đó chính là một quầng sáng ngũ sắc từ chuôi kiếm của Pháp Sư Đầm và một luồng sáng màu trắng bên trong đình. Cầm chiếc kiếm ngũ hành trong tay, Pháp Sư Đồng có một cảm giác như mình được tiếp thêm sức mạnh. Bây giờ thì chả sợ bố con thằng nào, sự tự tin cũng đã trở lại trên gương mặt lạnh lẽo đến vô tình. Trong đình làng lúc này, quầng sáng trắng do yêu tinh tạo ra cũng vừa dứt, một người đàn ông vô cùng đẹp trai xuất hiện. Có điều là sắc diện của người này rất lạ lùng, ánh mắt sắc lẹm, mỗi cử chỉ của người đàn ông này đều dơ ra một vẻ tà dị khó có thể diễn tả được thành lời. Sao nào, xong chưa? Pháp Sư Đồng rất là tự tin, bởi vì hiện tại sức mạnh của ông chẳng còn phải sợ bất cứ một thứ gì nữa. Có một cảm giác bây giờ ông ta không để ý đến người vừa xuất hiện kia vào mắt, cho nên hỏi, ủa, ngươi chưa chạy trốn sao? Có biết ngươi bây giờ đang nói chuyện với ai không? Ta tưởng là ngươi hỏi có biết bố mày là ai không, chứ một con yêu tinh nhãi nhép mà cũng dám khua môi múa mép sao hả? Bằng một tốc độ rất nhanh, người đàn ông không hề nói mà đấm một cú vào người của Pháp Sư Đầm, tốc độ nhanh đến mức không tưởng. Ấy vậy mà Pháp Sư Đồng chẳng hề né tránh, cống trần giơ lên một tay đấm lại, dùng cứng đối cứng. Cả hai đều bị bật ra, mỗi bên cách nhau vài mét, dường như cú va chạm này ngang sức ngang tài. Ngươi cũng vừa để thăng sức mạnh hay sao? Yêu Tình ngạc nhiên hỏi, nó không ngờ một tên nhân loại yếu đuối mà dám dùng cách đơn giản nhất để đánh với gã một chiêu vừa rồi. Cú đấm vừa rồi tuy chưa hết sức, nhưng e là cả sắt đá cũng vỡ. Vậy mà tên này dám solo, làm chi nó bần ra ngoài. Con mẹ người Yêu Tinh gì mà đấm khỏe vậy, dám làm đau ta. Giết hại dân làng này lếu láo thật đó, giờ thì chết đi. Nhưng bất kể đấm đá kiểu gì cũng không làm cho người đàn ông kia tổn thương mảy may. Thậm chí là Pháp Sư Đồng còn bị đấm cho phèo hết cả mặt, bây giờ đang bị trọng thương. Pháp Sư Đồng rất là cay cú, vừa đoạt được sức mạnh với ngũ hành kiếm tự tin như vậy, vậy mà bây giờ vừa giao đấu đã bị đánh cho bầm dập, thậm chí còn có phần kém hơn. Bây giờ thì cả người ê ẩm, máu từ khắp người chảy ra ướt đẫm, nằm lăn lầm lốc ra đất, gần như không thể cử động. Lúc này thì Yêu Tinh từ từ tiến đến gương mặt lạnh lùng. Tưởng thế nào, nhân loại nhỏ mọn, hèn kém thì mãi mãi chỉ có như vậy thôi. Cố gắng như thế nào cũng không thể bằng Yêu Tinh chúng ta được. Được thôi, ta không đùa giỡn nữa, bây giờ thì chết đi. Ta sẽ giết sạch các ngươi, hút hết tinh khí để tăng thêm sức mạnh. Ngươi là kẻ chết đầu tiên. Bàn tay cứng như sắt thép nguội của Yêu Tinh giống như ngọn giáo xìa thẳng vào ngực của Pháp Sư Đầm. Nhưng đúng lúc này thì thanh kiếm ngũ hành cũng xuất hiện trên tay của Pháp Sư Đầm. Một luồng ánh sáng năm màu cực kỳ rực rỡ từ thanh kiếm phát ra, đâm thẳng vào cánh tay của Yêu Tinh. Yêu Tinh rú lên một tiếng sợ hãi, bởi khi tay của nó vừa chạm vào thì tất cả sức mạnh của mình đã bị thanh kiếm hút sạch, rồi làm thế nào cũng không thể thoát ra được. Việc này ngay đến cả Pháp Sư Đồng cũng không ngờ tới. Chẳng biết qua bao lâu, Yêu Tình đang hiện nguyên hình là một con trùng to lớn. Một lúc lâu sau thì chết hẳn. Người dân làng Gia Thụy đợi mãi không thấy động tĩnh gì. Một số người gan dạ tò mò tín lại để nghe ngắm, nhưng chẳng thấy vị Pháp Sư bí ẩn đâu. Trường làng Đại Lãn cũng chết từ lúc nào. Cạnh đó có một tờ giấy có dặn dò cẩn thận, hãy phá ngôi đình làng này đi vì nặng âm. Không xây được đình làng ở nơi này, hãy chịu khó làm ăn, đừng có cuồng tín bất cứ ai một cách mù quáng. Đôi khi có những việc mắt trông tay sờ, cũng không thể xác định được nó là thật hay là giả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào toàn thể quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.